Mười ảo tưởng đàn ông thường làm cần biết sự thật và thay đổi ngay, một lo lắng vì không có kế hoạch 5 năm, chúng ta thường nghĩ rằng mỗi người đều có thể trả lời được câu hỏi. 5 năm nữa chúng ta sẽ đứng ở đâu, sẽ làm được gì và sẽ trở thành ai, những ông bố cũng hay đặt áp lực này vào con mình với những câu hỏi từ nhỏ như sau này con muốn làm nghề gì. Khó mà trả lời được lắm các ông ạ, à. việc quan trọng hơn cả là hãy cố gắng mỗi ngày, bước từng bước một trước đã. Hai dành chọn một ngày cho riêng mình người ta thường cảm thấy tội lỗi khi bản thân không làm gì trong một ngày cuộc sống vội vàng buộc người ta phải tự đặt áp lực cho bản thân rằng một ngày phải hoàn thành càng nhiều đầu việc càng tốt một ngày không làm gì đồng nghĩa với chuyện sẽ thụt lùi với những người khác đấy nghĩ như vậy nên cách đàn ông sống và dạy con mình cũng như vậy nhưng các ông nên nhớ rằng nghỉ ngơi một ngày để hồi phục lại năng lượng và sẵn sàng hơn vào ngày hôm sau đó là lùi một bước để tiến ba bước ba Người ta sẽ cười chê khi biết các ông mắc lỗi một người trưởng thành và có suy nghĩ sẽ hiểu rằng chúng ta chẳng ai hoàn hảo cả và những vấp ngã không phải là cái cớ để ai đó bị một người cười chê. Người ta chỉ cười các ông khi các ông quan co và không dám thừa nhận lỗi sai, đây là bài học mà chúng ta nên dạy cho những đứa trẻ từ khi còn nhỏ. 4. Không cần thuyết minh cho hành động của mình khi chúng ta sai, mọi lời biện minh càng trở nên vô nghĩa, cách duy nhất là thừa nhận lỗi sai và làm lại khi chúng ta đúng không cần thiết phải giải thích năm buông bỏ cảm giác lo lắng vô cơ sáu người duy nhất chúng ta nên nhận xét là chính bản thân mình ngoài ra với những người khác chúng ta không đủ dữ kiện và cơ sở để thực hiện điều này bảy không đúng không có nghĩa là sai điều này có nghĩa là như này những điều các ông đã từng thích trong quá khứ nhưng đến thời điểm hiện tại thì không còn nữa hoặc ngược lại điều đó không có nghĩa là các ông thay đổi không có nghĩa là các ông sai chỉ là sự thật của từng thời điểm không giống nhau. 8. Do dự quá nhiều là một quyết định nếu bạn phải suy nghĩ về điều gì đó quá nhiều, câu trả lời có lẽ là không. 9. Cho phép sự tức giận kiểm soát sự tức giận của bản thân là đúng, nhưng có lẽ giữa việc kìm nén nó và giải tỏa nó thì người ta vẫn khuyên anh em nên chọn cách giải tỏa. Không cần dạy những đứa con của mình kìm nén, hãy dạy cho chúng cách giải tỏa cơn giận. 10. Chậm mà chắc dù biết rằng tất cả chúng ta đều sẽ ở trên một con đường đua nhưng đây là con đường đua dài hạn cả đời nhanh chưa chắc sẽ chiến thắng chạy thật nhanh rồi ngã một cú thật đau rồi mất thời gian phục hồi đứng dậy sau vấp ngã thì thà cứ chậm mà chắc có ngừng nghỉ để đảm bảo bản thân có thể đua một cuộc đua dài hơi là được